Trong tập này, chúng ta sẽ theo chân Như Lai đến vùng đất của Atula. Bọn họ là chiến sĩ thiện chiến nhất, là kẻ thù lâu đời nhất của thiên thần. Nếu như hẻm 48 Bùi Thị Xuân mà Carrick từng sống nói chuyện bằng tiền, thì Atula nói chuyện bằng thực lực. Bước qua xác của huynh đệ, Như Lai đang bị nhốt ở phế đô Atula. Ông chủ động lựa chọn như vậy. Đầu đệ của ông đi tới, Như Lai chào hỏi bằng một chiêu đánh phủ đầu. Vài hôm nữa là tới ngày lễ trưởng thành của Tô Mò. Cậu ta sẽ phải đối mặt với một trận quyết chiến, đơn giản là giết người khác hoặc bị người khác giết hại. Đối thủ không ai khác, chính là người huynh đệ của mình. Điều này làm cho Tô Mà rất bối rối, Như Lai trấn an và tin tưởng rằng hắn sẽ kiềm chế nổi bản thân, không ham muốn giết chóc. Bên trong một căn phòng rộng rãi, vô số thiếu niên Atula đang chiến đấu, bọn họ luyện tập bằng cách đánh đấm lẫn nhau, trận chiến vô cùng hỗn loạn. Tuy là đồng lứa, vậy nhưng trong số này lại có nhiều tên to xác, cơ bắp cuồn cuộn. Tô Mai chậm rãi bước vào bên trong phòng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người thiếu niên này, nhưng bọn họ cũng không nhìn quá lâu. Ngay sau đó lại tiếp tục lao vào nhau ẩu đả. Đến giờ ăn, một người đàn ông cao to vạm vỡ vác thùng bánh vào trong phòng. Cả đám ồ ạt xông lên tranh giành đồ ăn. Có vẻ bọn họ đã rất đói, cần phải ăn để tiếp sức cho trận chiến. Một thiếu niên mặt sẹo chạy tới cố gắng giành đồ ăn. Còn chưa kiếm tới đồ ăn thì đã bị người khác dùng cùi chỏ đánh cho hoa mắt. Người mạnh thì được ăn no, kẻ yếu thì ngay cả đồ ăn cũng không giành được một chút. Thomas dù lòng thương nên đưa cho cậu ta hai cái bánh. Hỏi ra thì biết tên này tham gia thí luyện là vì muốn đổi đời. Gã mãi mãi sẽ chỉ là dân đen thấp hèn. Tới đây chỉ ít còn có cơ hội trở thành đấu sĩ. Trở thành đấu sĩ chẳng những có vinh quang mà cũng không cần phải làm công việc vất vả nữa. Tên kia thẳng thắn cho biết, dù Thomas có cho mình thức ăn thì trong chiến đấu gã cũng sẽ không nương tay. Trong số những người ở đây, chỉ có một người là sống sót, bọn họ sẽ phải bước qua xác nhau. Như Lai được dẫn tới quan chiến trận đấu. Ông đi tới cạnh vương, chiến sĩ mạnh nhất Atula. Các chiến binh nhanh chóng bước ra sân, mỗi người tự chọn cho mình một vũ khí. Thomas là con trai của vương, nhưng hắn ta vẫn thản nhiên nhìn con trai đối mặt với sống chết. Tất cả chỉ là vì đó là truyền thừa. Như Lai cảm thấy bọn họ hy sinh hết những chiến sĩ trẻ tuổi rất không đáng giá. Vương thì cho rằng đây là đào thải kẻ nhỏ yếu, để lại kẻ mạnh. Như vậy, tộc Atula mới có thể vĩnh viễn duy trì sự lớn mạnh. Mỗi một tộc nhân Atula đều phải trải qua, con trai của vương cũng không ngoại lệ. Như Lai tin rằng Thomas do mình dạy dỗ sẽ khóc. Vì vinh quang, các chiến sĩ bên dưới được yêu cầu hãy chiến đấu thỏa thích. Sau lời tuyên bố bắt đầu, tất cả chiến sĩ đều đồng loạt lao vào nhau chém giết. Liên tục có Atula mất mạng, trận chiến vô cùng hỗn loạn. Thomas sau khi đánh bại được một người liền ném vũ khí xuống sân, cậu quyết định sẽ dùng nắm đấm để chiến đấu. Thomas chủ động lao lên tấn công, bất kể là thần sát lớn hay nhỏ đều bị cậu đập cho sấp mặt. Hành động này thu hút đám người xung quanh, bọn họ muốn trước tiên xử lý tên khó giải quyết nhất. Thế là tất cả đồng loạt xông lên tấn công Thomas. Cậu dễ dàng dùng sức một mình chống lại mấy chục người, dù có bị ăn vài cú đấm thì vẫn không hề hấn. Ở một chỗ khác, một tên thanh niên to cao đang dùng sức một mình giết chết những người xung quanh, thực lực gã ta không tầm thường. Dù bị kiếm đâm vào chân thì mặt cũng không biến sắc, cậu thiếu niên được chia thức ăn bị đánh sấp mặt. Đúng lúc gã định ra tay kê liễu thì Thomas lao tới tung nắm đấm. Đòn tấn công quá bất ngờ nhưng tên kia vẫn đỡ được. Thomas liên tục tấn công, hết đánh tay đôi lại chuyển sang dùng đầu đập vào nhau. Thomas cũng cảm thấy choáng váng, còn kẻ địch thì vẫn rất thong dong. Đúng là gặp phải đối thủ cứng rồi. Gã ta bạo phát đấu hồn, hai tay hai kiếm lao lên chiến đấu. Thomas lợi dụng thân thể nhanh nhẹn nên thành công tặng một chưởng vào ngực đối thủ. Trường lực giống như đấm vào tường thành vững chắc, không hề lay động được gã một chút nào. Nhớ lại những lời Như Lai đã dặn, cậu không cần phẫn nộ, chỉ cần bình tĩnh thì sẽ càng có ưu thế. Đối thủ dù sao cũng là nhục thể. Cơ bắp có cuồn cuộn như thế nào đi chăng nữa thì tập trung đánh vào một điểm là có thể công phá. Cậu lách người tránh né rồi phản công, đấm liên hồi vào ngực kẻ địch. Sau đó bồi thêm một cú sút, đánh gã ta bay vào bức tường nằm bất tỉnh nhân sự. Khán giả chứng kiến đều hò reo cổ vũ. Thomas là người còn lại đứng trên sân. Tất cả đều đã ngã xuống. Tưởng là chiến thắng rồi nhưng ai ngờ biến cố lại xảy tới. Tên thanh niên được chia thức ăn đột nhiên đứng dậy. Hắn cầm theo con roi chạy tới, đâm một nhát xuyên người Thomas. Vì vinh quang, hắn ta bắt buộc phải tàn nhẫn. Chưa rõ diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!